cấm xe lấy tiền. Bố ơi, con đỗ đại học rồi. Thật hả con? Vâng, con vừa đến trường nhận giấy báo nhập học này bố. Đâu, bố xem nào. Ôi, con gái của bố đỗ đại học thật rồi này. Con đỗ đại học rồi. Bố còn nhớ trước khi thi đại học, bố hứa với con cái gì không? Bố nhớ chứ. Bây giờ hai bố con mình ra cửa hàng điện thoại, con thích cái nào bố sẽ thưởng cho con cái đó luôn. Bố thật tuyệt vời. Anh ơi, cho em xem chiếc điện thoại này. Em đúng là tinh mắt. Đây là chiếc điện thoại đời mới nhất. Wow, đẹp quá. Con thích cái này đúng không? Dạ. Vậy anh thanh toán cho tôi chiếc điện thoại này nhé. Vâng ạ. Sau này con tốt nghiệp đại học, bố sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy đời mới nhất luôn. Thật hả bố? Thật chứ, bố hứa là bố sẽ làm mà. Bố là số một, con yêu bố nhất trên đời này luôn. 4 năm sau. Diễm, xem bằng tốt nghiệp đại học của tớ này. Cha cha, tốt nghiệp loại giỏi luôn cơ này. Mà dù tớ không được bằng giỏi, thì bố tớ cũng tự thưởng cho tớ một chiếc xe máy. Thật thế á? Ừ, lúc trước khi đi học đại học, bố tớ hứa với tớ thế mà. Bố tớ sẽ thưởng cho tớ một chiếc xe máy đời mới nhất luôn. Uầy, nhất cậu nha. Ấy, bố tớ gọi nè. Alo bố ạ, con vừa nói chuyện với Diễm về bố xong. Thế hả? Con nói gì về bố vậy? Con bảo với Diễm là con tốt nghiệp đại học xong, rồi bố sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Cuối tuần về quê rồi bố thưởng nhé. Vâng ạ. Sướng nhá, vừa ra trường đã có xe máy, lại là xe máy đời mới nhất nữa. Tớ ghen tị với cậu lắm đó nha. Chỉ là một chiếc xe máy thôi mà. Đây, xe máy của con đây. Đây là chiếc xe máy của bố mà. Chiếc xe máy này bố cũng không đi nữa, nhưng nó vẫn còn tốt lắm con à. Nhưng mà trước đây bố hứa là sẽ mua cho con một chiếc xe máy mới cơ mà. Đợt vừa rồi bố sửa lại cái bếp, nên bố đã dùng hết số tiền đó. Hay là con cứ đi tạm chiếc xe máy này một thời gian, rồi mấy nữa bố bán đàn lợn, rồi bố mua xe máy mới cho con. Bố hứa đấy nhé. Xe máy của cậu đây hả? Tớ tưởng cậu bảo mua xe máy mới. Thì cũng tại bố tớ tự nhiên lấy tiền mua xe cho tớ để sửa bếp. Tớ trồng nó cũng đâu đến nỗi tệ. Cậu còn bảo là không tệ. Mai tớ mà lái xe này ra đường, kiểu gì cũng có hàng trăm con mắt nhìn tớ. Có xe máy đi là tốt rồi Trang ạ. Bây giờ vẫn còn chiếc xe này. Biết ngay là sẽ có người chỉ rõ cái xe máy cũ kỹ này của mình mà. Thật là bực mình. Chú ơi, chú rửa hộ cháu chiếc xe này với ạ. Dạ, cháu có chiếc xe máy đẹp quá. Dạ, chú đang khen chiếc xe máy của cháu ấy hả? Ừ. Chú ơi, chiếc xe này lỗi thời rồi mà chú. Sao lại là lỗi thời được? Chiếc xe này giờ hơi bị hiếm đấy. Nếu cháu chê nó lỗi thời, thì hay là bán lại cho chú. Chiếc xe này bây giờ bố cũng không đi nữa. Hay là mình bán đi để lấy tiền mua xe mới nhỉ? Cháu có bán không? Cháu cũng muốn bán để mua xe mới lắm. Nhưng giá chiếc xe này cũng chả được bao nhiêu. Sao lại không được bao nhiêu? Giá chiếc xe này gần bằng chiếc xe mới hiện nay đấy cháu. Dạ, giá chiếc xe đời cũ này mà cao vậy hả chú? Ừ, vì nó là thế hệ xe đời đầu mà. Ngày trước, loại xe này từng thống trị cả thị trường xe đấy. Mà sao cháu có chiếc xe này vậy? Dạ, chiếc xe này bố cháu cho cháu ạ. Ồ, vậy ngày trước bố cháu chắc thành đạt lắm đúng không? Dạ, sao chú biết ạ? Thì chiếc xe máy này có từ mấy chục năm trước rồi. Mà thời đó cuộc sống khó khăn, ít ai mua được xe như thế này để đi lắm. Chỉ những người thành đạt thôi, nên chú đoán vậy. Vâng, ngày trước bố cháu cũng thường xuyên đi công tác trên tỉnh. Ồ, thế bây giờ chắc bố cháu cũng mua ô tô rồi nhỉ?
Dạ, không chú ạ. Vậy à, thế thôi chú đi rửa xe đây. Mà cháu có bán xe nữa không? Cháu không bán đâu ạ. Sao mình có ý định bán chiếc xe đã từng là một thời huy hoàng của bố được cơ chứ? Nó đã từng gắn bó với bố trên bao nẻo đường đi công tác tỉnh này tỉnh nọ, được biết bao người nể phục. Khi mẹ mất, nếu bố không nghỉ việc để về chăm sóc mình, thì bây giờ con đường thành công của bố đã tiến xa hơn nữa. Mình thật là ích kỷ. Mình luôn chỉ nghĩ về bản thân mình mà yêu cầu bố phải đáp ứng cái nọ cái kia. Bố ơi, bố đã vì con mà hy sinh quá nhiều rồi. Đã đến lúc con nên đền đáp lại công lao của bố. Quyết chí tìm vàng. Trưa trầy trưa trợt ra rồi mà mình vẫn còn ngủ hả? Cái gì thế? Mình ơi, dậy đi nào. Mình dậy ra đồng tháo nước vào ruộng, để tôi còn kịp cấy lúa chứ. Ôi dào, để tôi ngủ thêm chút nữa. Nhà bác Tư có nhà không? Xin hỏi, bác đây là... Hai bác không nhận ra tôi à? Tôi là chú đây. Chú hàng xóm nhà bác đây mà. Ôi, đúng là bác chú đây rồi. Ai ngờ, giờ lại sang trọng ai vậy thế chứ? Mời bác ngồi xơi nước. Tôi về đây trước là thăm lại họ hàng, làng xóm, sau là để trả món nợ ân tình với anh chị. Kể ra không có anh chị, chắc tôi không có ngày hôm nay. Nhờ công của vợ chồng tôi á, bác cứ đùa. Thế cô chú không nhớ à? Trước khi bỏ làng đi làm ăn, tôi có mượn của cô chú mấy đồng vàng. Giờ tôi xin gửi lại, biếu thêm cô chú một ít lấy vốn làm ăn. Ôi, sao nhiều thế này? Thấm tháp gì so với tài sản của tôi đâu. Bác không làm ăn phi pháp đấy chứ? Phi pháp cái gì chứ? Chú biết đấy, trước đây tôi nghèo nhất làng, một thước đất cắm dùi không có. Bây giờ chán quá bỏ nhà đi, ai ngờ lên núi lại may mắn đào được vàng. Thật? Thật thế hả bác? Thì vàng đây, bằng chứng đây nè. Cũng may, trước đây cô chú cho tôi vay tiền làm lộ phí, giờ mới được khấm khá thế này. Mình à, mình đi thịt con gà để anh em tôi nhắm rượu hàn huyên. Vâng, tôi đi ngay đây. Ăn đi, tôi còn dọn dẹp nữa. Tôi quyết tâm rồi, ngày mai sẽ lên núi tìm vàng. Ông điên rồi, lấy đâu ra vàng cho ông đào chứ? Đầy chứ đâu. Tôi nghĩ thế này, số tiền hôm nay bác Chu trả nhà mình, vợ chồng mình tậu thêm mấy mảnh ruộng, rồi chăm chỉ làm ăn, chả mấy mà có của ăn của để, phải đi đâu xa tìm vàng làm gì. Bà không muốn nhanh chóng giàu có như bác Chu à? Tôi quyết rồi, ngày mai tôi sẽ lên đường. Trời ơi, hú hồn, tí nữa thì mất mạng rồi. Sao thế này? Sao không thấy gì cả? Hết tiền lộ phí, vàng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy vàng cả mắt, thôi thì đành trở về quê nhà, còn hơn là chết vùi ở nơi đất khách quê người này. Ông tìm ai? Là ông phải không? Sao lại đến nông nỗi này? Là mình đấy ư? Tôi tiêu hết tiền lộ phí, vàng thì chẳng thấy đâu. Đói rét, may mà giữ được cái mạng nên quyết định về quê. Nhà ai mà đẹp vậy mình? Nhà của mình chứ đâu. Cái gì? Bà xây được cơ ngơi khang trang to đẹp thế này sao? Đúng thế. Từ ngày ông đi, tôi chăm chỉ làm ăn, tích cóp, rồi có của ăn của để, ngày một khấm khá hơn. Hóa ra là vậy. Tôi chỉ là đồ ăn hại. Mình thấy đấy, có phải ai đi tìm vận may cũng sẽ gặp đâu. Nhưng nếu chúng ta chăm chỉ sẽ tạo ra vận may. Cảm ơn mình, tôi hiểu rồi. Thôi vào nhà đi nào, mình về là tốt rồi.
chớ nóng vội. Thế gian này thật nhỏ bé, quanh đi quẩn lại thì mình cũng đi gần khắp cái nước này rồi. Sự đời tinh thông, chẳng có nhẽ gác buông ở nhà làm thầy đồ. Trời ơi, lúc nào cũng tin với chả thông. Thiên hạ có biết bao nhiêu điều, sao mà ông có thể biết tường tận hết được? Bà thì biết cái gì mà nói tôi. Tôi ra đường là ai ai cũng phải kính nể cái sự hiểu biết của tôi đấy nhé. À bà, hôm trước tôi đã dặn bà mua mấy cái bình gốm, bà đã mua chưa? Thôi chết, tôi đoán quá. Để tôi sai thằng ở đi mua ngay. Thôi, cứ bảo bà việc gì là quên việc ấy. Hôm nay tôi sẽ đích thân ra chợ chọn mua bình gốm. Tôi sẽ mang về cho bà cái bình gốm tốt nhất ở chợ. Vào cửa hàng nào bây giờ nhỉ? Ông muốn mua gì ạ? Tôi muốn mua bình gốm. Vâng, ông muốn loại nào ạ? Tôi sẽ tư vấn giúp ông. Tư vấn ư? Thôi, tôi không cần. Cái bình gốm có gì mà cần tư vấn? Để tôi tự chọn. Nhiều bình thế này thì biết lấy chiếc nào bây giờ hả ông? Thì hãy lấy chiếc bình này chạm nhẹ vào chiếc bình khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo thì chắc chắn đó là bình tốt. Còn cách cách là bình lõm. Nhưng chiếc bình anh cầm đi thử phải... Ra thế. Ông ơi, ra thế là ra thế nào ạ? Ông đã có cách chọn bình gốm tốt. Đi theo ông nào. Vâng ạ. Sao lại đi đường này hả ông? Cửa hàng gốm ở bên kia cơ mà. Về lấy chiếc bình gốm đã nào. Để làm gì hả ông? Cứ đi theo ông rồi sẽ biết. Mời ông vào mua hàng ạ. Để chọn được một chiếc bình gốm tốt thì anh chỉ cần lấy chiếc bình gốm này chạm nhẹ vào chiếc bình gốm khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo thì đó là chiếc bình gốm tốt. Vâng, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Ông đúng là người tài giỏi. Ông ấy giỏi quá. Đúng đấy, hẳn ông ấy là một người sưu tập đồ gốm, am hiểu về gốm. Ấy, mọi người cứ qua lời, chứ tôi cũng chỉ muốn giúp mọi người chọn được một chiếc bình tốt thôi. Đấy, như chiếc bình này là bình lõm rồi, qua chọn chiếc khác nào. Lái đồ rỡm. Ông vẫn chưa ưng chiếc bình nào sao? Ở đây toàn hàng rỡm, chẳng có chiếc nào tốt. Tại sao ông lại khẳng định chắc nịch như vậy? Vì tôi có bí quyết chọn gốm. Bí quyết chọn ư? Đúng vậy, muốn chọn được chiếc bình tốt thì chỉ cần cầm chiếc bình này chạm vào chiếc bình khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo, hẳn đó là chiếc bình tốt. Còn cạch cạch thì là bình lõm. Vậy ông có chắc chiếc bình cầm trong tay là bình tốt hay không? Tôi nghĩ tôi không chắc chắn đó là chiếc bình tốt. Ông hãy cầm chiếc bình này chạm nhẹ vào chiếc bình khác xem sao. Chắc chắn ông sẽ bất ngờ. Sao lại thế này? Muốn chọn được bình gốm tốt thì ông phải lấy loại tốt đi thử. Chứ ông lấy loại tầm thường đi thử loại tốt thì thấy toàn hàng rõm là đúng rồi. Đúng vậy, thế mà cứ tưởng. Hóa ra cái bình ông ta cầm đi thử là bình gốm. Này các người đừng có mà lừa bịp. Làm sao có bằng chứng chiếc bình của tôi là không tốt? Chỉ có một cách là ông đập cái bình của ông ra để thấy được chất gốm bên trong. Nếu đúng đó là gốm tốt, tôi sẽ đền ông gấp 10. Không được, bình của tôi là bình tốt, không thể đập được. Tại sao tôi phải đập chứ? Ông không dám đập vì bình của ông là bình rỡm. Chắc là bên trong xấu và ráp như tổ ông. Thế nên chạm vào các bình khác mới nghe lạch cạch như thế chứ. Đúng rồi, đúng là đồ giả mà. Bóng người trong rừng. Rừng cây Bạch Dương thật là thơ mộng. Cô hy vọng chuyến đi về đây sẽ giúp các em có thể ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp cho đề tài chụp ảnh ngoại cảnh của các em, các nhà nhiếp ảnh tương lai ạ. Giờ chúng em hiểu lý do vì sao mà dù đường xá xa xôi, cô vẫn không chuyển lên thành phố rồi ạ. Nơi quê hương Bạch Dương này yên bình quá. Các em vào nhà đi, nhà cô hơi chật, mấy đứa chịu khó nhé. Không ạ, nhà cô đẹp và thơ mộng lắm, giữa rừng Bạch Dương rì rào gió.
Chúng em rất vui vì hôm nay được về thăm nhà cô. Cô cũng rất vui. Chúng cháu chào bà. Bà chào các cháu. Mẹ ơi, học sinh của con về thăm nhà mình mẹ ạ. À, đây là các em sinh viên nhiếp ảnh khóa 17 con chủ nhiệm đó. Các cháu vào đây ăn quả đi. Quả chín cây bà mới hái trong vườn đấy. Vâng ạ. Thích quá. Mẹ ơi, mẹ giúp con gọt táo nha. Bà ơi, bà để chúng cháu gọt ạ. À, bà làm được mà. Các cháu tranh thủ ngắm cảnh, thiên nhiên ở đây yên bình lắm. Quả ngọt quá bà. Thơm ơi là thơm. Bà ơi, bà ăn đi ạ. À, táo ngọt lắm. Bà cảm ơn cháu. Ừ, rằng bà yếu rồi, ăn táo không được. Bà ơi, thế mà bà gọt ra bao nhiêu thế này cho tụi cháu? Ừ, các cháu ăn nhiều vào, ăn hết bà lại gọt nữa. Mình giúp cô giáo quét sân nha. Ừ, sân nhà nhiều lá rụng quá. Các em cứ đi qua tham quan rừng Bạch Dương đi, phía dưới kia còn rộng lắm. Mẹ giúp con quét sân mẹ nhé. Ừ, được, để mẹ quét. Sao cô? Mình không hiểu chuyện gì nữa. Lúc nãy thì gọt táo, giờ cô lại bảo bà quét sân. Mình cũng vậy, sao lại thế nhỉ? Bình thường cô Anna là một giáo sư mẫu mực, giàu tình cảm, sao lại có thể để cho mẹ già cao tuổi làm những việc như vậy chứ? Mẹ vất vả rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ. À, mẹ không sao. Trông bà quét sân thật tội, mà hình như mắt bà kém rồi, lá vẫn còn đầy kia mà bà không thấy. Mà cô cũng thật lạ, những việc như thế để chúng mình làm loáng là xong. Mẹ cô đang nghỉ rồi. Thưa cô, chúng em không hiểu. Nhưng theo chúng em thì... Các em thấy lạ lắm phải không? Các em đang nghĩ rằng mẹ cô đã già yếu như thế, đáng lẽ cần phải được nghỉ ngơi có đúng không? Dạ, vâng ạ. Đúng vậy cô ạ. Các em có thấy được nụ cười của bà khi bà gọt táo không? Có thấy niềm vui khi bà đưa những nhát chổi quét sân không? Đúng là bà đã rất vui. Có vẻ như bà còn rất thích làm những việc ấy. Thực ra, những việc bà làm cô có thể làm rất nhanh thôi. Nhưng nếu chúng ta đối xử với cha mẹ già của chúng ta như vậy, cha mẹ sẽ rất buồn. Các em có hiểu được nỗi buồn khi bản thân không còn mạnh khỏe, không còn có thể lao động, chăm lo cho người thân không? Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ niềm vui tuổi già, và cho cha mẹ cơ hội để yêu thương chúng ta nữa. Mẹ giúp con nhé. Cô chỉ ước gì được mãi mãi nói câu ấy với mẹ thôi các em à. Giờ thì chúng em hiểu rồi cô à. Chúng em cảm ơn cô. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em bao bài học làm người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.